Tới gặp mấy cố tôi rồi. Trời ơi, nay trễ quá trời trễ rồi. Nắng lên luôn rồi. Ê, Cúc Tâm nha. Rồi đây Cúc Tâm nha, đưa mặt cái đây. Đó. Rồi đây lại. Đây ông Danh. Đây dự. Có đồ trong nè. Hả? Có đồ trong nè. Trong gì? Trong tôi hả? Xe tôi. Rồi chồng mấy anh em mình tranh thủ xuất phát nhau rồi. Sáng Cúc Tâm đi qua làm con. Này lên tay dữ lắm rồi. Khoe liền. Ông Danh vàng mình xuất phát. Hay quá. Đậu trên đọt vừa luôn nè. Chào quá. Qua năng mà đứng đây ngoài. Giật thẳng. Nhớ điểm dữ. Nó rớt chỗ nào? Nhảy xuống cái muốn thủng chân sống luôn ạ. Đâu? Chưa này. Bên kia kìa, à, thấy rồi. Thấy rồi, cua ngói. Ủa sao còn có ngắn ngủn hả? Con nó bẻ thành roi quýnh con đó. Trời ơi trời. Móc gì mà ổn á. Đang móc ừ. Đây. Ý. Ơi. Gọi. Lũng không dánh. Coi. Thằng to không? Quá wow, ướt nhẹp rồi. Thấy nó đẹp rồi. Nói vậy mà đầu trà lá lửa luôn ha. Con này bự à. Nói vậy. Nói vậy già. Cái dừa nữa kìa. Nè nè. Cái dừa đầu tiên con bắn cái gì kìa. Có thấy bài hoa kìa. Sau những phát ôm bi cuối cùng mình cũng có hàng. Hàng bự luôn mấy chị. Rớt. Bay luôn rồi. Hai ba con luôn. Bay luôn rồi. Bay luôn rồi. Kìa rớt kìa rớt kìa. Rớt một con rồi. Rớt kìa rớt kìa. Rớt sát cái mấy nhà. Không có rớt sát mấy nhà. Nó nằm đó, mấy ổng không phải. Giờ có con chó mình không dám vô mọi người. Ông chui đây nè. Vô mất công. Đợi vô lâu quá. Thôi tôi cũng ngán lắm, tôi ăn thịt tôi ngán lắm. Đó thấy nó cắn. Thấy không? Tôi thấy nó ủi như mấy tôn gõ gàng. Thấy gõ gàng cắm thịt kìa. Kiểu ra con chó kìa. Đứng sát đằng đó đó. Thích chó. Đi vô luôn. Nè, cầm đi vô luôn nè, chụp nó luôn nè. Đụ mấy chó sơm, cắn con chó luôn á. Coi Tâm nè. Ồ, tay bóp mưu chuyên nghiệp. Chó cứu quá nha. Thấy không, mình nói con chim ở trong đây mà mấy bạn cứ vậy. Trời ơi Tài, cho tôi bắn túng với chứ Tài. Chết luôn. Nhả quả dữ lắm à. Thông đích chi thực.
Đâu rồi bá cha? Hả? Mình không thấy nữa mà giờ không hỏi đâu. Tôi thấy thì nói làm gì? Nói cái nào nhìn lên. Chị... nó rất thẳng luôn rồi. Trên đó đó, trên đó đó. Nó xuống ngay đó luôn á. Trời ơi nó kẹt đây nè mấy cha ơi. Thì đó, cái kiếm ở đó mà nó giả như nghe như vậy rồi là tức. Ê mọi người, con nha. Mình bắn tôi mới giờ mình bắn dây điện không mà mấy ông ghẹo quá. Ê chị gà hả? Đâu chỗ nào rồi, có chủ nhà không? Hả? Dướng có gì đâu. À đây. Nó vừa tới trong đó kìa. Rớt rồi. Vì nó bữa nó chạy vô á. Ai da, Dương cầm. Nó thu hoàng nha anh em ơi. Từ ngoài đó vô đây chắc cũng hơn 20 mét à. Ghê đấy. Tin tưởng về bản thân mình. Má đạn xuống dữ trời. Tốt. Rớt, nghe tiếng rớt luôn á. Đó, nó dậy đó. Đâu đây nè. Trúng đầu mà. Hay quá hoàng ơi. Đúng đầu á. Đây nè, dây là đặt đây nè. Rồi. Trong đây nha mọi người. Đúng đầu hay gì chắc đổ máu dữ lắm, thôi mình tắt nha. Bên đây hả? Con thứ hai chứ bộ. Để mình đi qua tá lộn nha. Rớt nè ơi. Con cua dặn mập lắm. Mấy anh em mình lên được tiếp nha. Hôm nay chim nó không ra bắn ít quá mọi người ơi. Trời ơi, bi luôn. Hay quá. Nhả bắn ôm bi. Tôi chán tôi quá luôn á trời. Đi. Cái bạn lụm con chim ra đây. Bắn con bự bi thằng mập thì bắn cái con nhỏ trúng. Rồi bạn bắn con nữa nha anh em ơi. Ê chào anh em. Tụi anh về rồi. Hôm nay mà nhóm mình đi đây có gì giá gì giá. Sát thủ đăng nha. Sát thủ danh nha. Đây sát thủ hoàng, sát thủ tâm. Sát thủ dự. Con trực đây em nó không biết bắn. Nói mà. Con nói bắn hồi sáng nè. Thả nó đi, xử đi. Thả nó bay à. Ơi máu không đừng đưa đây. Máu hả? Sáng bắn nghỉ rồi sớt cổ vậy nè. Còn phướng nữa hả? Nên tập trung coi ra được mấy con. Hấp bay được rồi. Ôi trời. Cổ em hết đợi đi. Nó nuôi sống rồi. Sống. Cũng dữ à. Nuôi thuốc xích rồi nó nuôi sống. Ôi. Quá trời tùm lum bịch. Không có nhiều mọi người, như đây nè.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tróc ra cổ 7, 8 con cua dằn gì chứ mới chịu xẻ thêm mồi mọi người không có mồi không như đây với con ngói dự đang cầm thôi rồi giờ mấy anh em mình mần rồi cho mấy ổng lay gai luôn sống ủa thơm quá ủa có mấy con vậy mà thấy có mấy con vậy mà chuyên chảo hết mấy dẹp tiệm mới vợ nay mập làm được biết không mập có rồi mấy con vậy biết phải không ai làm làm chung mình chiên chiên này là chiên gì chiên 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 dạ chiên chiên chặt nôi rồi nôi chiên chiên rồi ăn nhậu rồi hả xong rồi nha mọi người quá trời vàng rồi vàng cho em cái đùi vậy nè đó là đùi rồi tuyệt vời không quá trời cũng cái đùi ngon rồi đùi thêm phô câu nữa phô câu nữa cái dĩa nè mọi người ơi quá ngon rồi đầu bếp vàng chiên nha bữa nay mới muốn đồ đồ bếp ở nước ngoài về dành Trung Quốc à để câu là ở Ai Lạc sốt luôn quá ngon luôn mọi người ơi chén nước muối chấm ở đây nè rồi tí xíu mình quay nữa nha rồi mời của mấy anh em hôm nay em không biết là đựng dĩa là mọi người ơi mình còn cái lẩu bên kia nữa nhưng mà thôi cái lẩu đó mình xin chế nha tối bầu luôn thì điểm danh là mấy anh em lấy xuống tiếng nhau luôn rồi ủa mẹ nó lẩu thích lẩu không bắt đánh tới vừa có rồi gì đó gì vậy ôi dĩa gì vậy chứ cuộn miếng đi giúp cái rồi kiếm cái mồi đó cho tôi nhìn vô cầu mấy đứa này tới lúc quay lúc nào nó cũng cởi đồ ra tên nó khoe body nha gì vậy cái mề nè cái mề ừ cái mề kêu nhau mọi người vô vô thần linh ơi bỏ nha nhai mà thột thột nó nuốt kẹp miếng rau nữa nè kẹp miếng rau nữa nè kẹp miếng rau nữa ôi trời ơi nhộn nè nhộn nè chừa tôi với nè thấy cái mỏ không cắn nè đó đây xong rồi lấy ra nè bỏ danh đang chim chuyên nghiệp mọi người con cái danh đây còn cái đầu quá thì chuyên nghiệp danh đang chim chuyên nghiệp quá trời luôn đó phải làm ly rượu mới được ăn chứ để giang hồ có ra gì vô ạ vô mà chim kẹp với cái đầu luôn ngon quá đây đừng có mắm niêm nha trời ơi là trời ai làm à giữ làm nè tả cho nó đi nó dính vòng bờ cái máu trời ơi là trời ơi là trời ông gì kìa nó dính vào trong cái người nữa mày động mày không ngủ banh mày ra tao tao có em nó dính tiền trong máy quất đi quất đi quất đi quất đi nè ginh qua tới luôn rồi nè nó trời ơi béo nóng được không mày lộng nước miếng được không nóng như cụ Tôi mồi đó nha mọi người. Đâu rồi? Đấu gà. Đấu gà nha mọi người. Đấu gà quay cái đầu nó cái nồi lẩu gà ấy. Bỏ mì vô, bốc hơi. Bỏ mì vô, Rồi anh em làm miếng mì đi rồi nhậu tiếp. Đói quá, tụi lớn rồi xíu. Sáng giờ tôi đi với ông nhã ông tôi ăn gì hết trơn. Tôi đói quá. Thôi, ăn vốn. Hồi sáng thằng nào mua bánh mì cho ăn. Sáng giờ tôi đi với ông nhã từ sáng giờ mà ông không cho tôi ăn gì hết trơn á. Nó về lên clip bạn vợ nói nữa nha. Ăn lại đây ăn thôi mưa. Đi với ông nhã bốt xuống trái luôn. Thấy chồng ăn bánh mì mà mình như núm vậy, nhảy vô bánh mì chay. Ừ, cái chán vậy ăn cực kỳ. Ừ. Không biết là bánh mì chay luôn á, mua rồi mới biết. Bánh mì sáng ai mua à? Đừng ai chạy. Trời ơi đừng ngủ nó. Mình miếng rau vô đi chứ. Bỏ rau vô. Bỏ rau vô luôn đi. Ủa anh gì? Dạ, nó chẳng có cái chén. Gấp mà ăn để mè gấp mì xong rồi bỏ rau vô đi thì hồi bánh mì rau. Anh cũng thích vậy đó. Đúng không? Đây bánh mì nha mọi người, bánh mì ăn thịt chim. Chim bù ti. Ê cái nói vậy thôi, có thịt thôi. Nó lẩu thôi.
đừng kêu nó là tẩu gì. Đậu gà. Nè nè nè, uống nào uống nè. Vô. Đây sát thủ đăng nha mọi người. Sát thủ nhậu nha, chứ không có sát thủ chim. Tôi. Bữa nay thấy ổng bắn ổng nản nản. Đau, ổng đau. Tôi đây tôi còn nản, cái vai của tôi còn xệ, rồi tôi còn đau. Ổng chắc đau hơn tôi nhiều lắm á. Ổng yếu, ổng chạy thấy ổng buồn buồn. Đau rồi. Trời ơi. Ai chạy xe, chạy xe lên không thấy không? Tôi chỉ ổng con chim. Tôi lẻ loi mình á. Tôi chỉ ổng tên con chim tên cộng dây điện á. Đau. Đâu, ổng vào hoài luôn. Tôi bắn một viên rồi ổng còn chưa thấy được. Anh em làm miếng mì đi. Làm miếng mì. Ổng bắn tay trái, tôi tính để cho ổng bắn. Ổng bắn tay trái à. Ờ, ổng bắn tay trái, mình đậu lại thuận tay ổng chỉ ổng bắn. Ừ, giật mấy con đĩ tâm mình ăn. Giật mấy con trái nữa. Mất con. Học chim 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 nhúng lỗ hả? Đấy. Chơi chim tao rớt mà. Tôi bắn tay trái. Ghê quá chơi chim rớt. Mấy anh em ơi, tôi thiệt tình lắm nha. Thì anh chủ nhà nha. Anh Tuấn hả? Tính tôi ngại không rồi. Ngồi gấp miếng đi. Để ông nếu tính ra nhiều mấy ông bắn ngược á. Cho tôi miếng rồi. Mấy ông bắn tay phải rồi, mấy ông bắn ngược mắt. Đúng quá. Sáng có làm đâu cho nhắm vậy, từ bên súng ông cho miếng mì nhắm vậy nè. Với rau thôi. Đúng không? Bấm thuận tay thôi. Dạ dài vậy. Ông cầm cây súng ông cũng phải cầm vậy à. Đâu có cầm ngược lại, cầm ngược. À, ở đây tem ná không có bằng súng à. Cầm vậy nhưng mà cái tay phải là tay mạnh, tay trái cầm ná cần cầm nổi. Ừ. Cái trái anh cầm ná sao anh cầm nổi sát thủ nữa không sát thủ đúng không cái quên múc nước nữa cái trận cầm trái lúc nào yếu á này tân thủ tân à này chưa lên sát thủ được tân đây đúng không đây này tâm sẻ này này không có thằng nam thằng này nó khỏi cái cầm vô tâm anh em mình vô nè gấp mì thôi vô đâu kìa vô nấu gà nồi vô nhưng mà trước kia lên ná thủ á là phải tầm tài xế thằng này thoát khỏi cái tài xế này nè thằng kia cũng thoát khỏi tài xế từ giờ tới ngày tới nãy là thực tế ngon làm tài xế xong mới bắn được thằng nào mà thấy cảm thấy bắn được là tự động là trước đâu có chơi đâu chả đi bắn lại cái nghiền quá mua ná về chơi luôn mọi người nha tự chơi luôn á tâm tài xế đó cũng có ai đâu chứ ông mười bán đâu có bắn đâu cái gì mà cứ đâu bắn đâu rau quen không ra bệnh viện là còn sống mà thịt gà còn sống mà phải quay cái đầu tâm quá quay cái đầu không à đừng có tung cái đầu tao để giữ cái đầu chọc mà nè cái đầu chọc thôi nè cái bài tôi sáng đi bắn chim chiều về trả cháu qua cầu Thái Sơn cho nó bắn chim rồi pin của mình cũng gần hết rồi nha mọi người ủa nằm bệnh viện hôm nay mình xin kết thúc video ở đây nha trời đi này để cho mấy anh em dùng cho tự nhiên chút xíu gặp giống gặp người nào đó đi lần là gặp của anh ý là đừng nấp dành ít đi từ hồi đó là thường xuyên đi đứa Hoàng rồi Quân cái kết thúc luôn Hoàng ơi em ở Gò Công Tây tại Tiền Giang luôn phải không vô rồi mấy anh em mình chào mọi người cái mình ốp mọi người ơi rồi tổng thể anh em xin chào mọi người nha hẹn mọi người clip sau cảm ơn mọi người luôn ủng hộ kênh của mình chào mọi người bye bye.